Những ngày qua, câu chuyện quyền nuôi bé La Vi, con của nghệ sĩ Mai Phương khiến nhiều người dành sự quan tâm. Cho đến mới đây, cha ruột bé La Vi Phùng Ngọc Huy đã chính thức có phát ngôn sau chuỗi ngày quyết giữ im lặng. Theo đó, Phùng Ngọc Huy khẳng định sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để cha con được ở bên nhau, để cho bé có một cuộc sống và tương lai tốt nhất trong khả năng của mình. Hiện tại không có gì quan trọng hơn La Vi. Sau phát ngôn trấn an công chúng của Phùng Ngọc Huy, bạn gái tin đồn đang kim của anh cũng có chia sẻ gây chú ý trên trang cá nhân. Theo đó, đăng kim thể hiện thái độ bức xúc khi liên tục bị dân mạng tấn công vì giật chồng và nhiều hành động sang chung vào chuyện gia đình người khác. Đồng thời, cô cho biết bản thân cũng có tên tuổi và được nhiều người biết đến ở Mỹ, nên không cần tạo chiêu trò dựa vào Phùng Ngọc Huy để PR. Đáng chú ý, đăng kim cũng tiết lộ cô rất thân thiết với bà con và gia đình của nghệ sĩ Mai Phương. Nhà ngoại bé La Vi nhiều lần gọi nhờ cô khuyên nhủ và cố gắng giúp cho hai cha con. Hiện tại, chia sẻ của bạn gái tin đồn Phùng Ngọc Huy đang khiến dân mạng vô cùng quan tâm. Nguyên văn chia sẻ của Đăng Kim, bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy. Xin chào nửa khuya cả nhà. Tuy đang dịch, nhưng mình vẫn tìm chút niềm vui với vài người quen thuộc và vui trò với nhau cho qua những ngày tháng buồn. Trước tiên, em xin lỗi những anh chị và những người đã yêu mến em và những người bạn đã vào ủng hộ em. Em chẳng muốn nói mà cần phải dạy cho những người rảnh rỗi xen vào chuyện đời tư và cuộc sống của người khác mà không hiểu người ta thế nào mà chửi quá xúc phạm. Thứ nhất, tôi đang sống tại Mỹ, tôi là người tự lập, tôi không xấu, tôi ít nhiều có tiếng tại nước Mỹ và cũng khá nhiều người biết tôi. Đàn ông xin lỗi, tôi không thiếu, cuộc đời tôi chưa từng biết giật chồng ai. Phùng Ngọc Huy là ai? Diễn viên à? Xin lỗi, không biết và ít khi nào xem phim Việt Nam. Huy, tôi nhìn thấy được là một người sống hiền lành và tốt bụng nên tôi giúp kiểu gì là chuyện của tôi. Mấy chị yêu thương Mai Phương và bé La Vi hay mọi người muốn Mai Phương mất không yên lòng. Trong khi gia đình bên ngoại, bà con Mai Phương liên lạc cho tôi mỗi ngày, họ khuyên tôi hãy khuyên anh Huy giữ sức khỏe và cố gắng giúp bé La Vi. Họ là người thân của Mai Phương mà họ mong tôi cùng giúp một tay và khuyên an ủi cho Huy và cảm ơn tôi mà mấy bạn có tư cách gì lên tiếng và chửi tôi. Giờ nếu như mà tôi nói tôi chẳng quan tâm và chẳng giúp ai nữa thì mấy chị làm gì? Giúp được người ta không? Về phía Phùng Ngọc Huy, tâm thư lên tiếng về việc nuôi dưỡng bé La Vi của anh nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý. Dưới phần bình luận, rất nhiều bạn bè nghệ sĩ như Ốc Thanh Vân, Hứa Vĩ Văn, Hồ Việt Trung, Lâm Khánh Chi, Tường Vi hay Nam MC, một trong những người bạn thân thiết của Mai Phương là Ngọc Châu, đều đã đồng loạt lên tiếng và ủng hộ Phùng Ngọc Huy hãy sắp xếp công việc, hoàn tất thủ tục nhận nuôi bé La Vi trong thời gian tới.